Rắn mối vào nhà là điềm gì? Điềm báo rắn mối vào nhà tốt hay xấu? Rắn mối, một loài bò sát có lớp vảy óng ánh giống kỳ nhông, thường xuất hiện ở những nơi râm mát như bãi cỏ và bụi cây. Tuy nhiên, việc rắn mối bò vào nhà không phải là điều quá xa lạ, đặc biệt ở các vùng quê. Nhiều người thắc mắc liệu hiện tượng này trong phong thủy có ý nghĩa tốt hay xấu. Video dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hiện tượng này và cách ứng phó khi rắn mối vào nhà. Ý nghĩa phong thủy khi rắn mối bò vào nhà. Theo phong thủy, sự xuất hiện của một số loài động vật trong nhà có thể mang đến những ý nghĩa khác nhau. Đối với rắn mối, việc chúng xuất hiện có thể được xem là một điềm báo tích cực. Rắn mối là loài vật tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và bình an. Do đó, khi rắn mối bò vào nhà, nhiều người tin rằng đây là dấu hiệu của sự thịnh vượng và hạnh phúc đang đến gần. Rắn mối là con gì? Rắn mối, có tên khoa học là Dasher olivacea, là một loài bò sát độc đáo và thú vị. Với ngoại hình khá giống kỳ nhông nhưng mập mạp hơn và có lớp vảy óng ánh đặc trưng, rắn mối dễ dàng thu hút sự chú ý. Chúng thường cư trú ở những khu vực râm mát, như quanh các bụi rậm và dưới lùm cây, tạo nên một phần không thể thiếu của hệ sinh thái tự nhiên. Đặc điểm nhận dạng. Rắn mối sở hữu thân hình mập mạp và lớp vảy óng ánh đặc biệt. Màu sắc của chúng có thể biến đổi từ xanh lục, nâu đến đen, phụ thuộc vào môi trường sống và độ tuổi. Lớp vảy bóng loáng giúp chúng ngụy trang hoàn hảo giữa các tán cây và lá rụng, đồng thời cũng bảo vệ chúng khỏi kẻ thù và các yếu tố khắc nghiệt của môi trường. Tập tính sinh học. Rắn mối là loài động vật bò sát ưa thích những khu vực ẩm ướt và râm mát. Chúng thường tìm thấy nơi ẩn náu dưới các lùm cây, bụi rậm hoặc thậm chí là trong các khe đá. Thức ăn chủ yếu của rắn mối là các loài côn trùng nhỏ như sâu bọ, kiến và mối. Với khả năng săn mồi nhanh nhẹn, rắn mối đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quần thể côn trùng, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái. Loài rắn mối có hai loại thường gặp. Rắn mối với khoảng 5-7 sọc màu đen rất dài. Sọc dài này xuất phát từ phần hông lưng của chúng và kéo dài xuống tận phần đuôi. Loài thứ hai là loài rắn mối có lưng trơn với những sọc xen kẽ và phần vảy trên lưng thường có màu nâu. Sọc đỏ bên hông của rắn mối lưng trơn chỉ kéo dài tới phần chân sau của nó. Thức ăn của loài này gồm giun, trứng kiến, châu chấu, sâu, nhưng món ưa thích của chúng vẫn là mối. Loài rắn này hoạt động vào ban ngày, thời gian hoạt động của chúng cũng thay đổi theo mùa. Mùa hè, rắn mối thường kiếm ăn từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Vào buổi trưa, chúng sẽ tránh nắng ở các bụi cây. Vào mùa đông, rắn mối thường chỉ trú trong hang. Chúng chỉ ra ngoài vào những ngày trời ấm áp, có nắng. Rắn mối là loài bò sát khá hiền lành, chúng không có độc và cũng sẽ không làm hại đến con người. Chưa kể việc đây là loài phổ biến, sinh sống ở những vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa như Việt Nam. Nên nếu bạn nhìn thấy rắn mối bò vào nhà thì cũng đừng hoảng hốt nhé. Rắn mối vào nhà là điềm gì? Theo quan niệm dân gian, rắn mối vào nhà là điềm báo cho sự may mắn, cát lộc. Nếu rắn mối bò vào nhà, có thể sắp tới nhà bạn sẽ có lộc lớn và công việc làm ăn sẽ có những biến chuyển thuận lợi. Bản tính của rắn mối rất hiền lành, không giống như những loài rắn khác. Đặc điểm cơ thể của nó cũng khá lạ với đầu hình tam giác. Rắn mối có 4 chi, mỗi chi có 5 ngón chân. Thân của chúng có lớp vảy màu nâu đen hoặc trắng đục vàng. Khi thấy có rắn mối bò vào nhà bạn đừng nên hoảng sợ vì như đã nói đây là loài lành tính, không hung hãn. Nếu bạn cảm thấy khó chịu hãy dùng biện pháp nhẹ nhàng xua đuổi nó đi. Giải mã hiện tượng mơ về rắn mối. Khi mơ về rắn mối, ông bà ta quan niệm rằng người mơ thấy rắn mối là người sắp có lộc trời ban, tức là sắp gặp may mắn cực lớn. Cụ thể là bạn có thể được gặp quý nhân hỗ trợ, sắp giàu to hoặc ít nhất là gặp lộc phú quý. Đây là giấc mơ từ gia tiên báo mộng tốt lành cho bạn. Khi mơ thấy rắn mối, nếu bạn đang có công việc làm ăn hoặc dự án muốn triển khai thì có thể thực hiện. Mơ thấy rắn mối vào nhà. Rắn mối vào nhà không phải việc gì quá xa lạ. Vì ở Việt Nam có khí hậu nóng ẩm, nhất là những nhà có bụi cây rậm rạp là môi trường sống yêu thích của loài vật này. Vậy nằm mơ thấy rắn mối vào nhà tốt hay xấu? Có thể giấc mơ đang báo cho bạn biết trước điều gì đó. Khi nằm mơ thấy rắn mối vào nhà, bạn đừng quá sợ hãi vì đây là điềm báo mang ý nghĩa tốt. Giấc mơ rắn mối vào nhà ý báo bạn sắp được lộc trời ban, đồng nghĩa với việc mọi việc trong tương lai của bạn sẽ được thuận buồm xuôi gió. Nếu bạn nằm mơ thấy rắn mối cái vô nhà thì xin chúc mừng bạn. Mơ thấy rắn mối cái vào nhà là điềm báo hỷ sự, gia đình bạn sắp chào đón một thành viên mới. Còn nếu nằm mơ thấy rắn mối được tới nhà thì có thể bạn sắp gặp được quý nhân phò trợ. Mơ thấy rắn mối sống. Nếu trong giấc mơ bạn thấy một con rắn mối vẫn còn sống thì có thể đây là một điềm báo xấu đến bạn. Giấc mơ này đang cố cảnh báo bạn nên đề phòng tiểu nhân. Có thể có người thân cận đang có ý muốn hãm hại bạn và gia đình.
Vì vậy, khi gặp giấc mơ này, bạn nên cẩn thận và đề phòng mọi người xung quanh nhé. Mơ thấy rắn mối chết. Chết chóc thường đại diện cho điểm xấu. Một giấc mơ với những con vật bị chết luôn là giấc mơ báo hiệu cho điều xui rủi. Nhưng với rắn mối thì ngược lại. Nếu bạn mơ thấy rắn mối chết thì đừng hoảng loạn. Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu bí ẩn giấc mơ, mơ thấy rắn mối chết là điểm báo rất tốt. Mơ thấy rắn mối chết là điểm báo cho thấy con đường phía trước của bạn sẽ rất thuận lợi. Điều bạn cần làm khi thấy giấc mơ này là không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Sự kiên trì, cố gắng của bạn sẽ gặt hái được quả ngọt trong thời gian sắp tới. Mơ thấy được tặng đồ da rắn mối. Đồ làm bằng da rắn mối không còn xa lạ. Nếu bạn mơ thấy được người thân, bạn bè tặng đồ làm từ da rắn mối thì đừng lo lắng nhé. Vì đây là giấc mơ rất tốt, có ý báo cho bạn biết sắp được nhận quà từ ai đó. Tuy nhiên, khi nhận món quà này bạn cũng cần thận trọng và cảnh giác. Vì khi nhận quà cũng tức là bạn đang mắc nợ người khác. Do đó, bạn cần ghi nhớ lòng tốt của người tặng. Cũng đừng quên hoàn trả lại cho họ một món quà tương xứng trong tương lai. Thông thường, có hai phản ứng phổ biến khi gặp rắn mối vào nhà. Một là kinh hãi, hoảng sợ và chạy đi càng xa con vật càng tốt. Hai là xua đuổi, thậm chí tìm đồ đập chết rắn. Vậy gặp rắn mối vào nhà thì bạn nên làm gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Đầu năm thấy rắn mối vào nhà. Rắn mối thường có thói quen phơi nắng trong sân, vườn nên rất dễ gặp ở các thôn quê. Nếu đầu năm mà rắn mối bò vào nhà thì xin đừng hoảng sợ. Bởi vì đây là điềm báo cho một năm tốt đẹp, may mắn tràn trề. Trong năm có rắn mối vào nhà, bạn sẽ cảm thấy sự thay đổi trong vận khí, công việc và tình cảm gia đình cũng khăng khít, chặt chẽ hơn bao giờ hết. Gặp rắn mối vào nhà nên làm gì? Khi thấy rắn mối bò vô nhà, bạn cần xử lý khôn khéo hơn vì loài này không gây hại cho người. Chúng còn rất lành tính và thậm chí còn giúp bạn diệt những con côn trùng nhỏ nữa đấy. Không thể phủ nhận rằng chúng ta ai cũng sợ rắn. Vì vậy tâm lý chung là luôn muốn xua đuổi hay tấn công lại chúng. Rắn mối tuy là loài hiền lành, nhưng nếu gặp những hành động làm hại từ con người, chúng cũng sẽ phản kháng lại. Có thể chúng sẽ bổ nhào lại hù dọa bạn thậm chí cắn bạn. Tuy loài vật này không có độc nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Do đó, bạn hãy giữ tâm lý bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Khi rắn mối vào nhà, nếu bạn muốn đuổi chúng, hãy dùng những vật không có tính sát thương cao như chổi hay cây gậy nhỏ. Nhẹ nhàng vỗ xuống đất để chúng rời đi, đừng đập quá mạnh mà hãy thật khéo léo nhé. Con số may mắn khi gặp rắn mối vào nhà. Theo quan niệm phong thủy và tâm linh, khi gặp rắn mối vào nhà hoặc mơ thấy rắn mối, mỗi tình huống cụ thể sẽ mang lại những con số may mắn khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý về con số may mắn liên quan đến các tình huống khác nhau với rắn mối. Mơ thấy rắn mối vào nhà. Nếu bạn mơ thấy rắn mối bò vào nhà, con số may mắn sẽ là 23 và 63. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn có thể gặp được những cơ hội tốt trong thời gian tới. Mơ thấy mình ăn thịt rắn mối. Khi mơ thấy mình ăn thịt rắn mối, con số may mắn là 56 và 62. Giấc mơ này có thể biểu thị cho sự chiến thắng và vượt qua khó khăn. Mơ thấy rắn mối màu trắng vào nhà. Trong trường hợp bạn mơ thấy rắn mối màu trắng vào nhà, con số may mắn sẽ là 31 và 87. Điều này có thể mang lại những điều tốt lành và thanh tịnh trong cuộc sống của bạn. Mơ thấy rắn mối màu đen vào nhà. Nếu rắn mối màu đen xuất hiện trong giấc mơ của bạn, con số may mắn sẽ là 06 và 48. Giấc mơ này có thể biểu thị cho sự thách thức nhưng cũng đồng thời mang đến cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Mơ thấy rắn mối ăn thịt bạn. Khi bạn mơ thấy rắn mối ăn thịt mình, con số may mắn sẽ là 72 và 77. Đây có thể là dấu hiệu của việc bạn cần đối mặt với những nỗi sợ hãi và vượt qua chúng. Mơ thấy hai con rắn mối cắn nhau. Nếu trong giấc mơ bạn thấy hai con rắn mối đang cắn nhau, con số may mắn sẽ là 09 và 19. Giấc mơ này có thể tượng trưng cho sự xung đột nhưng cũng đồng thời là cơ hội để giải quyết mâu thuẫn và tìm ra hướng đi mới. Mơ thấy rắn mối sinh sản và tìm thấy con của nó. Khi mơ thấy rắn mối sinh sản và tìm thấy con của chúng, con số may mắn sẽ là 43 và 92. Đây là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở và những khởi đầu mới đầy hứa hẹn. Kết luận, rắn mối không chỉ là một loài bò sát bình thường mà còn mang trong mình nhiều ý nghĩa phong thủy và tâm linh. Việc gặp rắn mối vào nhà hoặc mơ thấy rắn mối có thể là dấu hiệu của những điều may mắn và tốt lành sắp đến. Những con số may mắn liên quan đến các tình huống cụ thể với rắn mối có thể giúp bạn tận dụng cơ hội và đón nhận vận may trong cuộc sống. Hãy đón nhận những giấc mơ và hiện tượng này với tâm thế tích cực và sẵn sàng cho những điều tốt đẹp phía trước. Đừng tiếc like và comment khi xem video.